Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào ạ. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hưng và cô Vicky, tặng cho các bà con ở xóm Khmer 100 phần khẩu trang cộng với đó là nước rửa tay nha các bạn. Đây, bốn chị em tụi mình sẽ dẹp qua một bên cho các bạn xem. Khẩu trang này là có hai màu nha. Bên chị Ba đang cầm là màu trắng, còn chị An đang cầm là màu xám. Bà con thích màu nào cũng có hết luôn. Đây, tổng cộng trong một cái hộp như vậy thì sẽ có là 50 cái khẩu trang nha. Một bọc như vậy thì có 10 cái, tổng cộng là 50 cái. Khẩu trang rất là tốt luôn, bảo vệ sức khỏe cho tất cả các bà con. Khẩu trang này là khẩu trang 4 lớp nha. Giá trị một cái hộp khẩu trang như vậy có giá là 35.000 đồng một hộp. Dạ. Đây ạ. Còn bên đây, đây là cái gel rửa tay dành tặng đến cho bà con. Thì một cái chai gel rửa tay như thế này có giá là 25.000 đồng. Thì tổng cộng một cái phần hôm nay mà bà con nhận được trị giá là 60.000 đồng, bao gồm có một hộp khẩu trang cộng với đó là một chai gel rửa tay nha. Xin chúc cho các bà con thì hãy có nhiều sức khỏe nè, hãy đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để mà bảo vệ sức khỏe cho mọi người nha. Ngày hôm nay thì dạ, chú Hưng và cô Vicky có gửi đến cho mọi người, mỗi người là một hộp khẩu trang cộng với đó là một chai gel rửa tay nha. Xin chúc cho bà con nhiều sức khỏe ạ. Rồi con xin mời người đầu tiên. Dạ đây ạ. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cho bà đi trước đi ạ. Đây chú Hưng và cô Vicky gửi cho bà. Cảm ơn con. Dạ. Rồi xin mời người tiếp theo. Chúc nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn. Dạ. Đây. Chú Hưng và cô Vicky gửi cho bà. Dạ xin mời bà. Dạ hãy bảo vệ sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Đây. Rồi. Đây chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ chú Hưng cho cô Vicky gửi tặng ạ. Dạ. Dạ gửi tặng đến cho bà nha. Dạ. Dạ đây ạ, hãy bảo vệ sức khỏe nha bà. Đây của ông đây ạ. Dạ. Nhớ bảo vệ sức khỏe cho mình nha bà. Cảm ơn toàn thể Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn bà. Đây, dạ chúc nhiều sức khỏe. Dạ chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ. Dạ chú Hưng như cô Vicky gửi ạ. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe ạ. Bà. Đây, chú Hưng như cô Vicky gửi tặng ạ. Dạ. À rồi, đây gia đình của em nha. Rồi. Dạ đây ạ, gửi tặng ạ. Dạ. Hãy bảo vệ sức khỏe nha cô. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ đây ạ, chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Xin mời ạ, chú Hưng và cô Vicky gửi tặng nha. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha em. Giỏi. Dạ, chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ xin gửi ạ. Dạ đây ạ. Dạ. Đây chú Hưng và cô Vicky gửi tặng nha. Dạ. Rồi xin mời. Đây gia đình em, ba mẹ em đâu? Đang đi làm. Đi làm gì em gửi cho gia đình nha. Đây chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi xin gửi cho anh nè. Dạ. Đây chúc gia đình nhiều sức khỏe. Rồi. Có một số bạn nhỏ là do ba mẹ đi làm á các bạn, giờ này chưa có về nên là mấy đứa nhỏ ra nhận thế nha. Giỏi. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Đây chú Hưng cho cô Vicky gửi nha. Rồi đây. Dạ. Này chúc nhiều sức khỏe, giỏi lắm. Dạ rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Đây xin gửi tặng nha. Dạ rồi. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây chú Hưng cho cô Vicky gửi tặng nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Đây ạ. Dạ. Đây. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi. Ba mẹ đi mằng hả? Rồi. Vậy em gửi cho ba mẹ nha, nguyên gia đình em đó. Rồi xin mời ạ. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Đây. Rồi, đây chúc nhiều sức khỏe. Dạ đây ạ. Dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi không có gì đâu ạ. Dạ. Ngân đếm ở đây còn lại bao nhiêu? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 x 5 là 40. 45. Dạ. Dạ rồi, còn 45 phần khẩu trang cộng với đó là nước rửa tay còn lại đó thì mấy chị em sẽ đem qua xóm bên kia nha các bạn. Tất cả các bà con ở xóm bên đây thì đã nhận được hết rồi. Giờ mấy chị em sẽ di chuyển qua bên kia nha. Dạ. Tiếp tục thì mấy chị em đã di chuyển ở phía bên đây rồi đó các bạn, thì các bà con cũng đã đến rất là đầy đủ luôn. Bây giờ mấy chị em sẽ trao 45 phần khẩu trang cộng với đó là nước rửa tay cho các bà con còn lại nha. Dạ rồi, hôm nay con thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hưng và cô Vicky Kỳ, gửi tặng cho các bà con ở đây một hộp khẩu trang như thế này có giá là 35.000 đồng, cộng theo đó là một chai đeo rửa tay là 25.000 nữa, là 30.000 một phần để cho mọi là 60.000 một phần để cho mọi người bảo vệ sức khỏe nha. Dạ rồi, đây đầu tiên là của cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ rồi, con mời người tiếp theo ạ. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn cô. Dạ. Đây, rồi xin mời. Dạ, tới giùm con nha. Chú Hân và cô Vicky gửi tặng nha. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Dạ, chú Hân và cô Vicky gửi tặng cho cô nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cô luôn nha. Dạ, không có chi đâu ạ. Đây, chúc nhiều sức khỏe cảm nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ rồi. Dạ, chúc nhiều sức khỏe. Chú Hân và cô Vicky tặng nha. Dạ rồi. Đây, xin gửi ạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Đây, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ rồi. Chúc gia đình nhiều sức khỏe hả? Cảm ơn chị. Dạ. Dạ đây ạ. Xin gửi ạ. Dạ. Đây, chú Hưng và cô Vicky tặng nha. Dạ rồi. Đây, chúc nhiều sức khỏe nha chú. Dạ rồi, không có chi đâu ạ. Dạ. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây, chúc gia đình nhiều sức khỏe ạ. Dạ, đây của bà đây. Dạ. Đây, chú Hưng và cô Vicky gửi tặng ạ. Dạ. Rồi, hai bà cháu dắt nhau về nha. Rồi, đây. Dúng cái cây kìa cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Đây. Xin gửi ạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Chú Hưng và cô Vicky gửi tặng nha. Rồi, xin mời. Dạ, chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Đây, chúc nhiều sức khỏe nha anh. Dạ rồi. Dạ, không có chi đâu ạ. Đây. Dạ. Dạ, chúc Hưng và cô Vicky chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ rồi, xin mời ạ. Chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Cảm ơn. Dạ. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe hả? Dạ. Rồi, đây của bà đây bà ơi. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Cảm ơn nha cô. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Còn ai hết rồi. Mãi vô, mãi vô. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, đường nào cũng được ạ. Chúc Hưng và cô Vicky gửi tặng nha. Dạ. Dạ đây ạ. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chú Vicky và các mấy chị nha. Dạ. 11 ạ. 12, 12, 12. 12. 12. 12. Rồi, bây giờ là mấy chị em còn lại 12 phần nữa nha các bạn. Các bà con cũng đang tranh thủ đến để mà nhận khẩu trang với lại nước rửa tay. Xuống đây nè cô, coi chừng té. Dạ, chúc Hưng và cô Vicky gửi tặng nha. Dạ. Đây, chúc gia đình nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Rồi, chúc gia đình cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Khẩu trang của bà. Rồi, bà lấy đây nè bà. Đây, của bà nè. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha cô. Dạ. Dạ, nước rửa tay, nước rửa tay của bà đó. Dạ rồi, dạ. Không có chi đâu bà ơi. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ đây à, xin gửi tặng nha, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, con 4 hộp nữa. Rồi đây à, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Giỏi. 4 phần nữa là hết rồi. Ai nhanh thì còn, chậm là hết nha.
Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Giỏi. Đây, chúc em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Giỏi. Hai vòng cuối cùng. Hai vòng cuối cùng đây. Hai vòng cuối cùng. Dạ đây ạ, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ đây ạ, đây là của anh nha. Còn một phần nữa. Ai nhanh tay thì có nha. Cô đang đến. Cẩn thận nha cô ơi. Dạ của cô đây ạ. Cảm ơn cô. Dạ rồi. Hết rồi, tiếc quá. Dạ, mấy chị em đã trao xong 100 phần khẩu trang cộng với đó là nước rửa tay cho tất cả các bà con ở xóm Khmer nha. Xin chân thành cảm ơn chú Hưng và cô Vicky nhiều lắm. Chúc cho cô chú luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nha. Chào cô chú, chào các bạn nha.